chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài 23 môn địa lý lớp 8. Đó là bài vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ của nước Việt Nam. Bài này chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là vị trí giới hạn lãnh thổ và phần thứ hai là đặc điểm lãnh thổ. Trước hết chúng ta đi vào phần thứ nhất là vị trí và giới hạn lãnh thổ. Phần vị trí giới hạn lãnh thổ này nó bao gồm hai phần, phần đất liền và phần biển. Chúng ta sẽ đi vào phần đất liền. Trong phần đất liền thì mấy em có một câu hỏi là xác định tọa độ các điểm Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền ở nước ta. Thì cái này chúng ta đã có biết rồi, thì các em căn cứ vào cái bản đồ Việt Nam đó, thì các em xác định các cái điểm. Trước hết là điểm cực bắc là ở tỉnh Hà Giang, nằm ở vĩ độ 23 độ 23 phút Bắc. Còn điểm cực nam là ở mũi Cà Mau, thuộc tỉnh Cà Mau, nằm ở vĩ độ là 8 độ 34 phút Bắc. Tiếp theo là điểm cực tây, thuộc tỉnh Điện Biên, nằm ở kinh độ là 102 độ 9 phút Đông. Và cuối cùng là điểm cực đông, thuộc tỉnh Khánh Hòa, nằm ở kinh độ là 109 độ 24 phút Đông. Thì giờ ở đây là coi như là chúng ta sẽ xem lại những cái vị trí của các điểm cho nó cụ thể. Trên bản đồ đó là coi như là điểm màu đỏ ở phía trên, đó là điểm cực bắc. Nó thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, có vĩ độ là 23 độ 23 phút Bắc và kinh độ là 105 độ 20 phút Đông. Tiếp theo, điểm cực nam. Điểm cực nam là ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nằm ở vĩ độ là 8 độ 34 phút Bắc và kinh độ là 104 độ 40 phút Đông. Điểm thứ ba, điểm cực đông, ở xã Vạn Hạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc 12 độ Bắc, 12 độ 40 phút Bắc và 109 độ 24 phút Đông. Cuối cùng là điểm cực tây, ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, 22 độ 22 phút Bắc và 102 độ 10 phút Đông. Thì đây là bốn cái cột mốc của bốn cái điểm mà các em nhìn thấy. Núi Rồng là cột mốc ở điểm cực Bắc. Mũi Cà Mau là cột mốc ở điểm cực Nam. Mũi Đôi là cột mốc ở điểm cực Đông. Và A Ba Chải là cột mốc của điểm cực Tây. Thì từ bốn cái điểm trên, ở đây có một câu hỏi là từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, rồi từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta rộng bao nhiêu kinh độ và nằm ở múi giờ thứ mấy theo giờ GMT, rồi diện tích phần đất liền. Ở đây em muốn biết được cái chiều dài từ Bắc xuống Nam thì chúng ta chỉ việc là chúng ta lấy hai cái vĩ độ của hai điểm đó chúng ta trừ ra, tức là 23 độ 23 phút Bắc trừ cho 8 độ 34 phút Bắc, thì chúng ta sẽ
có cái chiều dài từ Bắc xuống Nam là 14 độ 49 phút. Tương tự như vậy thì từ Tây sang Đông chúng ta cũng trừ lấy hai cái kinh độ đó trừ nhau thì chúng ta sẽ có là 7 độ 15 phút theo cái chiều dài của kinh tuyến. Và với cái kinh độ đó thì Việt Nam thuộc cái múi giờ thứ bảy của giờ GMT, tức là giờ của quốc tế. Thì mấy em biết đó là nếu mà chúng ta dựa vào cái múi giờ thì chúng ta có thể tính được coi như là các cái giờ ở trên trái đất theo coi như là cái múi giờ của các cái nước khác ở trên trái đất. Thì cái này chúng ta đã học ở lớp 6 rồi, thì coi như thầy chỉ nói sơ vậy thôi. Giờ coi như là qua phần đó thì chúng ta sẽ kết luận. Mấy em ghi cái phần này vào ha, cái phần đất liền á, thì cái phần này là mấy em sẽ ghi vào trong cái vở của chúng ta để chúng ta học. Tại bây giờ thầy cũng đã có nói rồi các cái vị trí của các điểm hết rồi ha, thì nữa chúng ta sẽ dừng cái máy lại thì chúng ta sẽ ghi cái phần này vào. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái phần B là phần biển. Qua cái lượt đồ của cái khu vực Đông Nam Á thì chúng ta em trả lời câu hỏi như thế này là biển nước ta nằm ở phía nào của lãnh thổ tiếp giáp với biển của những nước nào? Thì trên lượt đồ thì em thấy là biển nước ta là nằm ở phía đông ha, phía đông. Rồi ngoài ra còn có là Đông Nam và phía Nam, phía Tây Nam chứ. Thì nó tiếp giáp với biển nước nào thì em nhìn trên bản đồ em thấy đó, thì theo cái thứ tự là từ bên trên mà bên phải qua thì giáp với là biển của các nước như là Trung Quốc nè, Đài Loan, Philippines, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Thì đây là cái bản đồ hành chính Việt Nam. Thì cái bản đồ này thì nó có liên quan tới cái bài là 28, bài thực hành đó. Thì các em sẽ làm cái câu số 1 đó là các em sẽ căn cứ vào cái bảng ở phía trên đó. Thì các em sẽ cho xem coi là nước nào nó giáp với biển, rồi nước nào nằm hoàn toàn ở trong đất liền, thì các em làm thêm cái phần bài tập đó. Cái phần này có câu hỏi: dựa vào nội dung sách giáo khoa em hãy cho biết diện tích phần đất liền của biển nước ta là bao nhiêu? Diện tích phần đất liền của biển nước ta là bao nhiêu? Thì coi như là trong sách giáo khoa người ta có ghi là diện tích phần đất liền của biển nước ta là khoảng 1 triệu km², là trên 3.447.000 km². Tất nhiên là toàn biển Đông là khoảng là 3.447.000 km², nhưng mà cái phần thuộc của nước ta thì khoảng là 1 triệu km². Rồi tiếp theo là có một câu hỏi nữa là hãy xác định và đọc tên hai quần đảo lớn nhất nước ta thuộc tỉnh nào. Thì trên bản đồ nó có hai cái chấm đỏ thì rất là rõ ràng đó, thì em thấy là hai cái quần đảo lớn là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của nước ta. Thì trong cái bản đồ có ghi Hoàng Sa thì thuộc Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, còn Trường Sa thì thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vậy thì coi như là phần biển em sẽ ghi là biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km² với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì đây là để cho các em nhìn thấy cái phần Việt Nam đó thì nó như thế, còn cái phần biển nó, biển Đông nó rộng, nó tới hai cái quần đảo luôn. Diện tích của nước Việt Nam là 331.212 km²,
trong khi phần biển thì khoảng 1 triệu km vuông, nó gấp 3 lần so với là diện tích đất liền. Đây là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp theo là có câu hỏi là những đặc điểm vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên của nước ta, cho ví dụ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai thì lát nữa chúng ta sẽ nước ta nằm trong miền nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên đa dạng phong phú nhưng cũng gặp không ít thiên tai bão lụt hạn hán, nằm gần trung tâm Đông Nam Á nên thuận lợi giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các nước. Thì ở đây là nước ta tiếp xúc với là các cái luồng sinh vật từ ở phía Tây sang, rồi phía Nam lên, phía Bắc xuống và phía Đông qua. Ngoài ra còn có tiếp xúc với các luồng gió mùa. Đó, các luồng sinh vật thì nó đi đó. Còn các luồng gió mùa như là gió mùa mùa hạ là các mũi tên màu đỏ đó, gió mùa mùa đông là các mũi tên màu xanh như chúng ta thấy. Rồi nước ta còn gắn liền giữa đất liền và vùng hải đảo, và cái vị trí nước ta nằm trong cái phạm vi là từ đường Xích Đạo cho đến Chí Tiến Bắc, nên chúng ta nói là nước ta là một cái khu vực nằm trong là nội Chí Tiến, nội Chí Tiến. Ở đây thì nói cái thảo luận nhóm nhưng mà chúng ta không thảo luận, chỉ hỏi thôi ha. Những đặc điểm của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên của nước ta, cho ví dụ. Thì ở đây thì vị trí địa lý nó là một trong những cái nguyên nhân cơ bản tạo nên các đặc điểm chung của thiên nhiên nước ta, như là tính chất nhiệt đới gió mùa, tính chất ở ven biển, tính chất đa dạng và phức tạp như nãy các em đã thấy trên cái bản đồ. Còn ví dụ là do vị trí tiếp xúc với các luồng sinh vật nên nước ta cái rất phong phú, nên cái sinh vật nước ta rất là phong phú và đa dạng. Đó là chúng ta đã xong cái phần thứ nhất. Chúng ta sang phần thứ hai là đặc điểm lãnh thổ. Qua cái lượt đồ thì em có câu hỏi như thế này là nêu đặc điểm lãnh thổ nước ta, hình dạng lãnh thổ nước ta có ảnh hưởng gì tới điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta. Trước hết là cái đường bờ biển nước ta dài 3.260 km, và coi như là các cái anh bộ đội hải quân, cảnh sát biển hay là kiểm ngư luôn luôn ngày đêm bảo vệ cái vùng biển Việt Nam cho được yên bình. Đồng thời là coi như là các cái bộ đội không quân cũng bảo vệ cái vùng trời ở trên biển. Tiếp theo là cái chiều dài phần đất liền của nước ta là 4.600 km, và coi như là các anh bộ đội biên phòng, các công an nên ngày đêm cũng bảo vệ cái an ninh phần đất liền và cái trên biên giới của Việt Nam. Đây là hình ảnh của một các chiến sĩ bảo vệ vùng đất, vùng trời và vùng biển. Tiếp theo là chúng ta có câu hỏi là vịnh biển nào đẹp nhất của nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Thì cái này các em cũng có rất nhiều em biết rồi ha. Đó là cái vùng vịnh Hạ Long. Đây là một cái ảnh chụp từ ở trên vệ tinh xuống, nhìn rất là đẹp. Đây là cái cảnh thật mà coi như các cái nhà nhiếp ảnh người ta đã chụp được.
Vịnh Hạ Long gồm 1969 đỉnh hòn đảo lớn nhỏ là di sản thế giới hai lần. Lần thứ nhất là năm 1993 là cái di sản thế giới về giá trị thẩm mỹ, và năm 2000 là giá trị về địa chất và địa mạo Carter. Rồi qua bản đồ thì các em xác định cái đảo có diện tích lớn nhất ở nước ta và hai quần đảo xa nhất của nước ta thuộc tỉnh và thành phố nào. Thì cái bản đồ này nó nhỏ nhưng mà các em đã có biết rồi đó, thì đảo lớn nhất của nước ta đó là đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc ở Kiên Giang. Đảo Phú Quốc người ta còn gọi là đảo Ngọc. Còn hai quần đảo đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là một cái đảo Phú Lâm ở trên cái quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Đà Nẵng. Và cuối cùng phần này thì các em ghi phần này vào chỗ cái phần đặc điểm lãnh thổ là vùng biển thuộc chủ quyền nước ta mở rộng về phía đông và đông nam, có nhiều đảo và quần đảo. Biển Đông có rất nhiều ý nghĩa, đó là cái đường hàng hải quan trọng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Thứ hai là chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng như là thủy sản, dầu khí, khoáng sản, vân vân. Thứ ba là nó là nguồn tài nguyên phát triển du lịch biển và đảo rất lớn. Đồng thời nó có vai trò quan trọng để làm tăng cái chiều sâu phòng thủ đất nước ở trên biển. Cuối cùng phần này các em cũng ghi vào vở cho các em kết luận là Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta về cả hai mặt, đó là an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Cuối cùng là các em về nhà các em sẽ chú ý ra trong cái bài này, đó là tính toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, xác định được vị trí địa lý, giới hạn, diện tích, hình dạng vùng đất liền cũng như là vùng biển, rồi hiểu biết về ý nghĩa thực tiễn và các giá trị cơ bản của vị trí địa lý, hình dạng lãnh thổ đối với môi trường tự nhiên và các hoạt động kinh tế xã hội. Chuẩn bị bài mới là bài vùng biển Việt Nam, chuẩn bị theo cái câu hỏi sách giáo khoa đặc điểm chung của biển Việt Nam. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt các em.